chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Chúa luôn có một kế hoạch đặc biệt dành cho những ai được Ngài chọn. Trong sự hướng dẫn và ân sủng của Chúa, người được chọn sẽ không chỉ được ban phước về mặt tâm linh mà còn nhận lãnh sự thịnh vượng về vật chất. Kinh Thánh nhiều lần nhấn mạnh rằng Chúa không chỉ muốn chúng ta sống một cuộc đời đủ đầy trong niềm tin và tình yêu, mà còn được dồi dào để có thể trở thành phước lành cho người khác. Thịnh vượng không chỉ là tài sản, mà là sự dư giả trong tình thương, ân sủng và các cơ hội để chúng ta hoàn thành sứ mệnh của mình trên trần thế. Đây chính là lý do tại sao người được Chúa chọn sẽ trở nên giàu có, theo ý muốn và sự ban phước của Ngài. Bạn đã bao giờ cảm thấy mình sinh ra để làm điều gì đó lớn lao hơn, như thể cuộc đời bạn được định sẵn để đạt được sự vĩ đại? Nhưng mặc dù đã nỗ lực hết mình, tài chính của bạn dường như không phản ánh được điều đó. Có thể bạn đã làm việc chăm chỉ, làm mọi thứ đúng đắn, cống hiến hết mình nhưng vẫn phải vật lộn để xoay sở. Bạn thấy mọi người xung quanh đang chạy theo sự giàu có, và đôi khi bạn cảm thấy như mình đang bị bỏ lại phía sau. Nhưng sâu thẳm trong lòng, bạn biết mình không phù hợp với cách thế gian đo lường thành công. Nếu điều này vang vọng với bạn, đó là vì bạn được chọn và con đường dẫn đến sự giàu có của bạn sẽ khác biệt. Bạn được định sẵn để trở nên giàu có, không chỉ về mặt tài chính mà còn về tinh thần, tình yêu, các mối quan hệ và mục đích sống. Hôm nay, có điều gì đó bất ngờ sẽ xảy ra trong cuộc đời bạn. Vì vậy, điều quan trọng là bạn hãy lắng nghe cho đến cuối cùng. Chúng ta sẽ khám phá tại sao những người được chọn lại được định sẵn để đạt được sự giàu có thật sự, một sự giàu có vượt xa khỏi tiền bạc. Điều này không chỉ là về sự dư giả vật chất, mà là về sự giàu có thần thánh, sự giàu có bắt đầu từ bên trong và tỏa sáng ra khắp mọi khía cạnh của cuộc sống bạn. Đó là loại giàu có mang lại sự bình yên, tình yêu, niềm vui và sự thỏa mãn. Đó là sự giàu có cho phép bạn sống hài hòa với mục đích thực sự của mình và tạo ra ảnh hưởng đến thế giới. Trước khi chúng ta bắt đầu, hãy nhắc nhở bản thân về những lời Kinh Thánh trong Matthew 6. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi mọi điều này sẽ được thêm cho các ngươi. Đây là một lời hứa đầy quyền năng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng khi bạn đồng điệu với mục đích của Đức Chúa Trời, khi bạn tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài và sống trong sự thật của Ngài, mọi thứ khác sẽ tự khắc vào đúng vị trí. Có thể hôm nay bạn đang cảm thấy túng thiếu, có thể bạn đang tự hỏi khi nào sự bứt phá của mình sẽ đến. Nhưng tôi hứa với bạn rằng sự giàu có mà bạn xứng đáng sẽ đến khi tinh thần, các mối quan hệ và mục đích của bạn đồng điệu với kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn. Lý do đầu tiên mà những người được chọn sẽ trở nên giàu có là vì sự giàu có thật sự bắt đầu từ bên trong. Bạn không thể xây dựng sự thịnh vượng bền vững từ bên ngoài, nó bắt đầu từ tinh thần bên trong bạn. Thế gian thường nói với chúng ta rằng giàu có là có bao nhiêu tiền trong ngân hàng, lái chiếc xe nào hay nhà to bao nhiêu. Nhưng sâu trong lòng, chúng ta biết rằng những điều đó không có ý nghĩa gì nếu linh hồn bạn trống rỗng. Sự giàu có thực sự bắt đầu từ mối quan hệ tinh thần của bạn với Đức Chúa Trời, từ sự bình an trong tâm trí và khả năng đứng vững trong sự thật của bạn. Proverbs 10 nhắc nhở chúng ta phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có,
và Ngài không thêm sự đau buồn vào đó. Đây là loại giàu có mang lại sự bình yên, không phải căng thẳng. Đó là sự giàu có đến từ việc biết rằng bạn đang bước đi trong mục đích thiêng liêng của mình, rằng bạn đang sống đúng với ý Chúa dành cho cuộc đời mình. Trong khi thế gian đang đuổi theo tiền bạc, bạn đang theo đuổi điều gì đó lớn hơn nhiều. Đó là tiếng gọi thiêng liêng của bạn, mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa. Và đó là lý do tại sao sự giàu có của bạn sẽ khác biệt. Nó sẽ bắt nguồn từ điều gì đó mà không bao giờ có thể bị lấy đi, mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ về điều này. Khi bạn giàu có về tinh thần, không gì có thể làm lay chuyển bạn. Bạn có thể mất tất cả ở bên ngoài, nhưng nếu tinh thần của bạn vững vàng, bạn sẽ không thể bị lung lay. Bạn có một sức mạnh nội tại, một sự bình yên nội tại và một sự giàu có nội tại mà không thể mua bán hay trao đổi. Đây là nền tảng của mọi hình thức giàu có khác. Những người được chọn thường trải qua những giai đoạn cô đơn, không phải vì họ không xứng đáng được yêu thương, mà vì Chúa đang chuẩn bị họ cho những mối quan hệ sâu sắc và ý nghĩa hơn. Bạn có thể cảm thấy bị cô lập, như thể mọi người không hiểu bạn hoặc không hiểu mục đích của bạn, nhưng đó là vì Chúa đang tôi luyện bạn, chuẩn bị cho bạn sẵn sàng cho những mối quan hệ đúng đắn. Những mối quan hệ sẽ làm phong phú tinh thần của bạn và giúp bạn phát triển. Châm ngôn 27 có nói, sắt mài sắt, người mài người. Bạn đang được chuẩn bị cho những mối quan hệ không chỉ ở bề mặt. Đây là những mối quan hệ sẽ làm sắc bén bạn, thách thức bạn và giúp bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Dù đó là bạn bè, gia đình hay người bạn đời, những người mà Chúa mang đến trong cuộc sống của bạn sẽ phản ánh những giá trị mà bạn trân quý. Họ sẽ ủng hộ mục đích của bạn và đồng hành với sứ mệnh của linh hồn bạn. Sự giàu có thật sự là có những người xung quanh nhìn thấy con người thật của bạn, nâng đỡ bạn, ăn mừng những chiến thắng của bạn và luôn bên cạnh bạn trong những thời điểm khó khăn. Những mối quan hệ này sẽ mang lại cho cuộc sống của bạn những giá trị mà tiền bạc không bao giờ có thể mua được. Bạn có thể không có sự giàu có về vật chất ngay bây giờ, nhưng khi bạn có những mối quan hệ yêu thương sâu sắc, bạn đã giàu có rồi. Lý do thứ ba khiến những người được chọn sẽ trở nên giàu có là vì sự dồi dào tài chính theo sau sự giàu có về tinh thần. Khi tinh thần của bạn hòa hợp với ý muốn của Chúa, mọi thứ khác sẽ vào đúng chỗ. Bạn không cần phải chạy theo tiền bạc, vì tiền bạc sẽ đến với bạn. Phục truyền luật lệ ký 8 có nói, nhưng phải nhớ rằng Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi, là đấng ban cho ngươi năng lực để làm ra của cải. Khi bạn sống theo đúng mục đích của mình, vũ trụ sẽ mở ra những cánh cửa mà không ai có thể đóng lại. Sự giàu có về tài chính sẽ chảy vào cuộc sống của bạn không phải vì bạn chạy theo nó, mà vì bạn đang theo đuổi sứ mệnh của mình. Bạn đang đi trên con đường thiêng liêng và vũ trụ đang sắp xếp mọi thứ bạn cần để hoàn thành mục đích của mình, bao gồm cả các nguồn tài chính. Bạn có thể không đi theo con đường truyền thống để đạt được sự giàu có, nhưng hãy tin rằng kế hoạch của Chúa dành cho bạn bao gồm cả sự thịnh vượng. Những phước lành đang trên đường đến và chúng sẽ đến khi bạn đã sẵn sàng. Hãy nhớ rằng, sự giàu có không chỉ là tích lũy bao nhiêu, mà còn là bạn có thể chia sẻ bao nhiêu. Khi Chúa ban phước cho bạn với sự dồi dào về tài chính, đó không chỉ là dành cho bạn, mà còn để bạn có thể trở thành phước lành cho người khác. Bạn ở đây để tạo ra, chữa lành, biến đổi, và sự dồi dào tài chính sẽ chảy vào cuộc sống của bạn khi nó hòa hợp với sứ mệnh của bạn. Một trong những sự giàu có lớn nhất mà những người được chọn trải nghiệm là tình yêu. Không chỉ là tình yêu lãng mạn mà còn là tình yêu dưới mọi hình thức, tình yêu cho bản thân, tình yêu cho người khác và tình yêu từ Thiên Chúa. Chương 1 Cô-rinh-tô 13 con nói, và bây giờ đây có ba điều còn lại, đức tin, hy vọng và tình yêu. Nhưng tình yêu lớn nhất trong ba điều đó là tình yêu. Khi bạn có tình yêu trong cuộc sống của mình, bạn đã giàu hơn bất kỳ triệu phú nào. Khả năng yêu sâu sắc,
tha thứ và thể hiện lòng trắc ẩn là một dạng của sự giàu có mà không thể đo lường bằng tiền bạc. Trong khi thế giới có thể đang chạy theo những tài sản vật chất, bạn thì giàu có trong tình yêu và đó mới là điều thực sự quan trọng. Bạn có thể chưa có số tiền lớn lúc này, nhưng bạn đang tràn đầy tình yêu thương và khi bạn sống trong tình yêu, nhiều tình yêu hơn sẽ được thu hút đến với bạn. Đây là một chu kỳ của sự cho và nhận mang lại bình an, niềm vui và sự thịnh vượng vào cuộc sống của bạn. Hãy nói về sự kiên nhẫn. Một trong những lý do khiến những người được chọn sẽ trở nên giàu có là vì bạn đã học được giá trị của sự kiên nhẫn. Hiện tại, bạn có thể cảm thấy như đang ở trong giai đoạn chờ đợi, làm công việc của mình, giữ lòng trung thành nhưng vẫn chưa thấy sự đột phá về tài chính. Dễ dàng để trở nên nản lòng, nhưng hãy nhớ điều này, Esai 40 có nói, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt mỏi, đi mà không mòn mỏi. Giai đoạn chờ đợi này không phải là một hình phạt, mà là sự chuẩn bị. Chúa đang rèn luyện bạn, xây dựng sức mạnh của bạn và đảm bảo rằng bạn sẵn sàng cho sự dồi dào sắp đến. Đây là giai đoạn kén của bạn, và sớm thôi, bạn sẽ xuất hiện như một con bướm đã biến đổi và sẵn sàng đón nhận những phước lành phía trước. Sự giàu có của bạn đang trên đường và sẽ lớn hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Hãy tin tưởng vào quá trình này vì thời gian của Chúa là hoàn hảo. Amen. Chúng ta cùng chuyển lời cầu nguyện thiêng liêng này đến Chúa xin ban ơn nhé. Kính lạy Cha, xin cho chúng con bước đi trong sự tự tin của lời Ngài trong Giê-rê-mi 29, vì chính ta biết rõ kế hoạch mà ta dành cho các ngươi. Đức Chúa Trời phán, những kế hoạch để thịnh vượng các ngươi, không phải để gây hại, những kế hoạch để ban cho các ngươi hy vọng và một tương lai. Chúng con tin tưởng vào kế hoạch thiêng liêng của Ngài dành cho chúng con và xin dâng mọi nỗi sợ hãi hay nghi ngờ về giá trị của mình để nhận lãnh sự dồi dào từ Ngài. Chúng con cầu xin sự ân sủng của Ngài chiếu rọi trên chúng con, như đã được tuyên bố trong Thi Thiên 5. Chắc chắn, Đức Chúa Trời ban phước cho người công chính. Ngài bao bọc họ bằng ân huệ như cái khiên. Xin cho ân sủng của Ngài mở ra những cánh cửa mà không ai có thể đóng lại và dẫn dắt chúng con đến những cơ hội phù hợp với mục đích thiêng liêng của chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin sự khôn ngoan trong việc quản lý những của cải mà Ngài đang gửi đến cho chúng con, như đã chép trong Gia-cơ 1. Nếu ai trong anh em thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, đấng ban cho mọi người cách rộng rãi và không quở trách, thì sẽ được ban cho. Xin giúp chúng con trở thành những người quản lý tốt của sự dư dật Ngài ban, để chúng con có thể trở thành phước lành cho những người khác. Hôm nay, chúng con tuyên bố trong danh quyền năng của Chúa Giê-xu rằng sự thiếu thốn và giới hạn không có chỗ trong cuộc sống của chúng con. Chúng con là con kế của vua, và với tư cách là người thừa kế vương quốc Ngài, chúng con nhận lãnh sự viên mãn của những phước lành từ Ngài. Xin cho chúng con giàu có trong tâm linh, tình yêu và tài chính, để chúng con có thể hoàn thành mục đích mà Ngài đã định cho chúng con. Người được Chúa chọn sẽ trở nên giàu có không chỉ vì tài năng cá nhân hay may mắn, mà vì họ sống dưới sự dẫn dắt của Chúa và tuân theo kế hoạch thiêng liêng Ngài đã đặt ra. Khi chúng ta bước đi trong đức tin, sự tin cậy vào Chúa sẽ mở ra những cánh cửa thịnh vượng mà không ai có thể đóng lại. Chúng ta không chỉ được ban phước cho chính mình mà còn trở thành ánh sáng và niềm hy vọng cho những người khác. Hãy tin tưởng rằng sự giàu có sẽ đến với bạn như lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh và hãy dùng nó để hoàn thành ý muốn Ngài, giúp ích cho đời sống của mình và cộng đồng. Tạ ơn Chúa vì sự thịnh vượng đang trên đường đến với chúng con. Chúng con sẵn sàng đón nhận với tấm lòng rộng mở và đức tin nơi danh thánh của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa, cảm tạ Ngài đã lắng nghe và chúc phúc cho gia đình chúng con. Amen. Tiếp theo là lời Chúa dành cho bạn hôm nay. Con của Cha, Cha yêu con. Tình yêu này không thoáng qua mà là vĩnh cửu, hôm nay và mãi mãi. Cha yêu con ngay cả trong những khoảnh khắc nghi ngờ hay đau khổ,
tình yêu của Cha vẫn kiên định. Đừng trao trái tim con cho những người không coi trọng hay đối xử tệ bạc với tình cảm của con. Hãy để Cha làm chủ trái tim con và con sẽ tìm thấy bình yên. Cha biết những đêm của con thấm đầy nước mắt. Hãy đến với Cha để tìm bình yên, tình yêu và sự nghỉ ngơi. Ngay cả khi con vấp ngã, Cha sẽ không quay lưng với con. Cha trân trọng con và chấp nhận con mãi mãi. Con thuộc về Cha. Đừng trì hoãn việc trở về trong vòng tay Cha. Hãy giữ vững những gì Cha đã ban cho con. Cha có nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng con chưa sẵn sàng để gánh hết tất cả. Cha thật lòng mong muốn con đến gần Cha. Cha ở đây chờ đón con trong vòng tay yêu thương của Cha. Tình yêu của Cha dành cho con sẽ không bao giờ lay chuyển. Cuộc sống của con đang thay đổi vì Cha đang can thiệp vào nó một cách kỳ diệu. Sớm thôi, con sẽ nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình con đường dẫn đến tự do khỏi sự đau khổ của con. Cha không phải là ảo ảnh, con biết rõ Cha. Hãy gạt bỏ những nghi ngờ. Trong mỗi giờ tối tăm, Cha đã ở bên con, dẫn dắt con trở lại ánh sáng của sự sống. Dù những năm tháng đầu đời của con đầy xáo trộn, từ khi Cha bước vào cuộc sống của con, mọi thứ đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Hãy để ngọn lửa trong trái tim con xác nhận điều này. Giấc mơ Cha gieo trong con đang nở rộ, con là cả rễ và cành của nó. Nó sẽ che chở và nuôi dưỡng không chỉ con mà cả những người con yêu thương. Hãy nắm chặt sự sống mà Cha ban cho con. Chuẩn bị bản thân cho những điều lớn lao hơn, vì Cha có những kế hoạch sẽ biến đổi con hoàn toàn. Ngay cả khi con vấp ngã, Cha chưa bao giờ bỏ rơi con. Những ngày mới đang đến và con sẽ sớm hát vang trong niềm vui trở lại. Con sẽ tìm thấy điều kỳ diệu mà con tìm kiếm. Hãy tuyên bố niềm tin của con vào Cha một lần nữa và Cha sẽ hân hoan đón nhận. Con của Cha, đừng sợ những thử thách con đang đối mặt. Cha đang chuẩn bị con qua những thử thách này để nhận những phước lành lớn lao hơn. Cha biết nỗi đau và sự chịu đựng của con. Qua những đêm tối nhất, linh hồn của Cha mang lại bình yên cho linh hồn con và sự an ủi cho trái tim khao khát của con. Khi con cảm thấy Cha xa cách hoặc không hài lòng, hãy tạm dừng và suy ngẫm về hành trình của chúng ta cùng nhau. Nó không phải là vì lợi ích của con sao? Tất cả những gì Cha đã làm từ khoảnh khắc đầu tiên Cha nhìn thấy và yêu thương con đều không phải vô ích. Tất cả những gì Cha đã ban cho con đều quý giá. Hãy kiên nhẫn với bản thân và nhận lấy sự bình yên của Cha. Đây là nơi Cha hiện diện, nơi mọi thứ con có đang phát triển và nhân lên. Sớm thôi, nỗi buồn của con sẽ chấm dứt và những nhu cầu của con sẽ được đáp ứng. Hãy chờ đợi và nhìn xem. Đừng sợ hãi hay lo lắng. Cha ở cùng con. Cha là Chúa của con. Cha sẽ ban sức mạnh và nâng đỡ con. Cha sẽ bảo vệ con khỏi điều ác. Tương lai của con sẽ không lặp lại những đau đớn của quá khứ. Đã đến lúc những vết thương của con được chữa lành. Con sẽ tiến về phía trước, mang theo chỉ những bài học từ quá khứ. Hãy nghỉ ngơi trong vòng tay Cha khi con yếu đuối và khóc mà không ngần ngại. Hãy đến với Cha với trái tim rộng mở. Cha hiểu những khó khăn của con mà không trách móc. Con chân thành và tốt bụng dù đã bị tổn thương bởi những người bỏ rơi con. Con đã trao yêu thương ngay cả khi con không còn gì để cho. Hãy lắng nghe Cha bây giờ và tin vào lời của Cha. Những đau khổ trong quá khứ sẽ không trở lại. Hãy đặt trọn niềm tin vào Cha và Cha sẽ dẫn dắt con trên con đường tốt đẹp hơn. Cha ở đây, con có thể nói bất cứ điều gì với Cha. Hãy nói chuyện với Cha khi con buồn bực và khóc trong vòng tay Cha. Hãy cẩn thận khi chia sẻ những bí mật với những người không đáng tin cậy, những người tuyên bố yêu con nhưng có thể phản bội con. Con của Cha, hãy đón nhận lời Cha để con có thể biết Cha nhiều hơn. Một giai đoạn mới của cuộc đời con đang mở ra, sáng rực như ánh nắng và không còn những đau khổ trong quá khứ. Khi con khóc, đó sẽ là vì nhìn thấy những lời hứa của Cha được thực hiện. Khi con lắng nghe trong sự tĩnh lặng,
hãy nhận biết rằng Cha đang ở đây. Cha thì thầm qua Thánh Linh của Cha, thổi sự sống, tình yêu và hy vọng vào con cả ngày lẫn đêm. Cha nuôi dưỡng con bằng sự thật. Cha khích lệ con, nói rằng Cha đang làm việc trong cuộc sống của con. Hãy chạy cùng Cha trong cuộc đua này và Cha sẽ ban cho con chiến thắng. Con là một nhà vô địch, một chiến binh, một kẻ chinh phục, một người vượt qua. Cha ban sức mạnh và năng lượng cho con để chạy và Cha ở bên con trong từng bước đi. Cha nghe thấy tiếng khóc của con và đáp lại. Cha nhìn thấy con trong những giờ sớm mai khi con tìm kiếm Cha, mắt mở nói rằng Cha ơi, con tin tưởng. Con biết rằng Ngài ở đó. Con cúi đầu nhưng vẫn dũng cảm đưa ra yêu cầu, chắc chắn về tình yêu và sự đáp lại của Cha. Trái tim Cha mở rộng vì con. Ngay cả khi con yếu đuối, con vẫn dịu dàng và sáng rực như ngọn lửa. Hãy yên tĩnh trong tâm hồn con vì Cha sẽ sớm xuất hiện. Đừng chờ đợi thiên đàng để biết vinh quang của Cha. Con là con của Cha bây giờ và sẽ làm những công việc kỳ diệu qua sự cống hiến của con cho Cha. Hãy tiếp tục tiến lên, người yêu dấu của Cha, vì Cha hào phóng và Cha cung cấp mọi thứ. Hãy đến và nhận chúng. Những lời cầu nguyện và lòng dũng cảm của con mang lại tất cả các phước lành. Hãy trân trọng cuộc sống con đã được ban. Cha ban cho con một trái tim mạnh mẽ. Đừng lùi bước. Hãy cầu nguyện nhiệt thành, làm việc trung thực và luôn trung thành. Hãy trao trái tim và tình yêu của con cho Cha và Cha sẽ đảm bảo rằng con có tất cả những gì con mong muốn. Hãy lắng nghe Cha hàng ngày. Mở rộng tinh thần của con để đón nhận niềm tin và hy vọng để kẻ thù không thể làm con nản lòng bằng sự tuyệt vọng. Không ai có thể vượt qua Cha. Những cuộc tấn công của kẻ thù không thể thực sự làm hại con. Cha muốn con thật sự biết con là ai, vượt xa những giả dối mà người khác đặt lên con. Con tìm thấy sự can đảm trong những thử thách của cuộc sống. Con là một tảng đá, tuân theo các mệnh lệnh của Cha. Hãy bảo vệ những điều này hơn là những lời nói hoặc cảm xúc đơn thuần. Luôn nghĩ về Cha, Cha của con. Hãy mở mắt và nhìn thấy Cha. Mở trái và nghe tiếng của Cha. Mở vòng tay và Cha sẽ đến gần. Hãy tin tưởng Cha như một đứa trẻ ngủ yên, biết rằng người bảo vệ sẽ cung cấp. Hãy mang đến cho Cha niềm tin của con, điều quý giá nhất. Hãy lắng nghe. Đón nhận những lời này từ trái tim Cha đến trái tim con. Nhắm mắt lại và tin tưởng. Hãy đón nhận tình yêu dịu dàng này đang bao bọc trái tim con. Khi thế giới đầy lo âu và thất vọng, con có một Chúa yêu thương con và chờ đón con với vòng tay mở rộng để đón con về nhà. Cha đã chọn con vì trái tim đơn thuần của con. Dù con đã nghe nhiều điều nhưng con không xa rời Cha. Con biết rằng không nơi nào khác con sẽ tìm thấy tình yêu vô điều kiện, hy vọng và chào đón như thế. Hãy giữ vững đức tin của con, cầu nguyện với Cha hàng ngày và dành thời gian trong cuộc sống bận rộn của con để ngồi với Cha trong yên tĩnh. Những gì con gieo cùng Cha sẽ gặt hái gấp ngàn lần. Cha sắp làm những điều vĩ đại trong cuộc đời con, vượt xa những gì con đã mơ tưởng. Cha đang dẫn dắt con đến những nơi mà trái tim con chỉ có thể tưởng tượng, mở ra những cánh cửa mà con nghĩ đã mãi mãi đóng lại. Những lời và lời hứa của Cha là chân thật. Ngày qua ngày, Cha nghe những lời cầu nguyện của con và đức tin trong lời nói của con. Cha yêu con sâu sắc và sẽ ban phước cho con cho đến khi không còn nước mắt của thất vọng. Hãy đứng bên cạnh Cha và nhìn về chân trời. Hãy nói với Cha những giấc mơ của con, liệu con đã mất hết chúng chưa? Cha nhớ con khi còn là một đứa trẻ, nghĩ về những nơi con mơ ước được thấy. Ánh sáng đã tỏa sáng trong con nhưng theo thời gian nụ cười của con dần phai nhạt. Cha biết con đã được giao cho quá nhiều để mang và những người lẽ ra phải giúp đỡ con đã rời xa. Cha đã thấy con quay vào trong khi không có ai đấu tranh cho con, nhưng Cha luôn ở đó. Dõi theo và thắp sáng bóng tối của con, mang lại những tia sáng của một tương lai tốt đẹp hơn. Con biết rằng sự từ chối và khó khăn không định nghĩa con,
có điều gì đó thúc đẩy con tiến về phía trước, vượt qua các chướng ngại vật để tiến lên và mạo hiểm. Cuộc sống này và ngày mai là định mệnh của con để trưởng thành, đạt được, rời đi, trở lại và giúp đỡ nhiều người, bao gồm cả chính con. Cha đã biết điều này trước khi cha hình thành con. Đó là một quá trình tinh luyện chậm rãi, mở ra con như một bông hoa. Con đã chịu đựng những mùa khắc nghiệt nhưng tất cả đều là sự chuẩn bị. Con là đứa con yêu dấu của cha, được sinh ra để mang tin vui của cha đến cho người khác và an ủi những ai đau buồn. Khi con gọi, cha sẽ trả lời. Đừng sợ vì cha ở cùng con. Cha ràng buộc mình với lời nói của mình. Con đã hành xử trưởng thành, giữ bản thân luôn đáng kính và trưởng thành. Bây giờ con đã sẵn sàng bước vào một cõi tâm linh mới, nơi con sẽ dành cả ngày cho đến cuối những năm tháng của mình. Hãy tập trung vào con đường của con, không phải của người khác. Con có những giấc mơ, hãy tập trung vào chúng thay vì nhìn vào những giấc mơ của người khác thành hiện thực. Hãy để họ mơ nhưng con cũng phải mơ. Những nỗ lực của con sẽ không vô ích hay bị lãng quên. Con đã đi xa đến mức này không phải để quay lại. Cha đã mang con đến đây để thừa hưởng những phước lành hứa hẹn. Hy vọng của con sẽ được ban tặng và nhân lên. Con và gia đình của con sẽ được ban phước ngay cả khi người khác đối mặt với sự thiếu thốn và sợ hãi. Khi người khác than thở về sự nghèo khó của họ, con sẽ cảm ơn cha vì tất cả những gì cha đã ban cho con. Nhiều người tuyệt vọng khi thế giới của họ sụp đổ nhưng tâm trí con vẫn là mảnh đất màu mỡ khi con lắng nghe lời của cha. Cha đang gieo những hạt giống sẽ lớn lên thành những nhánh mới, đâm chồi và nở hoa với vô số hoa. Cửa thiên đàng đang rộng mở cho con sẽ cảm nhận tình yêu của cha trọn vẹn đến mức con sẽ không bao giờ còn như trước. Thất bại sẽ không còn là một phần của cuộc sống con hay những người gần gũi với con. Linh hồn của cha sẽ ở rất gần đến nỗi con sẽ chỉ tìm thấy bình yên và sức mạnh khi dựa vào cha và nghe lời của cha. Con sẽ vui mừng mỗi ngày bất kể hoàn cảnh. Con đứng kiên định, được thần linh truyền cảm hứng để tiếp tục hành trình của mình. Cánh tay con sẽ mạnh mẽ, đôi chân con nhanh nhẹn và những suy nghĩ mới sẽ lấp đầy tâm trí con khi con mở ra những cánh cửa mới trong cuộc sống. Hãy gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi. Con sẽ nói với giọng quyền uy và không ai có địa vị hay quyền lực nào có thể làm con bất an vì con được yêu thương bởi cha. Con sẽ mở rộng trái tim và phước lành sẽ chảy qua con như nước qua dây và những phép màu sẽ tràn ngập trong cuộc sống của con. Tất cả những điều khó khăn đã xảy ra với con sẽ không định nghĩa con. Tất cả những gì con đã mất sẽ được phục hồi, nhân lên và ban phước. Con được tạo ra để thành công. Con là người chiến thắng. Tình yêu của cha đã làm con trở thành một kẻ chinh phục. Khi mọi thứ đều mất và thậm chí hy vọng dường như đã biến mất, linh hồn của cha vẫn tiết lộ cho con lời hứa hùng vĩ của cha. Cha không chọn con để thất bại, con sinh ra để chiến thắng. Cha khao khát con khát khao cha nhiều hơn, biết cha đầy đủ hơn. Ít ai sẽ trao cho con tình yêu thuần khiết và rộng lớn như của cha. Nhiều người sẽ không hiểu nó và sẽ ghét bỏ nó, sẽ từ chối nó. Họ không tin rằng họ cũng được yêu thương và sự hoài nghi dẫn đến cô đơn và mất niềm tin ở người khác. Hãy đến với cha với trái tim mệt mỏi và đầy ước mơ của con. Đó là quyền và bản chất của cha để ban phước cho con. Niềm tin của con vào cha là thuần khiết, ý định của con đối với cha luôn tốt đẹp. Cha mong muốn hoàn thành những ý định cao quý mà con có đối với gia đình của mình. Cha sẽ giữ con khỏi sự nô lệ của các khoản nợ đè nặng. Hãy tin tưởng cha khi cha nói và trong các kế hoạch mà cha có cho con. Lời của cha là chắc chắn và an toàn và kế hoạch của cha là hòa bình và thịnh vượng. Những phước lành cha ban tặng là miễn phí, không phải để tích trữ mà dùng để làm phong phú cuộc sống của người khác. Những gì cha ban tặng nên được gieo như hạt giống, gieo ở nơi hạt giống nhân lên. Đừng giữ những hạt giống này cho riêng mình để chúng mục nát. Như một dòng sông của sự sống,
hãy để chúng chảy và loại bỏ những viên đá gồ ghề ngăn cản con phát triển. Cha là Chúa của sự phong phú, của những ai ban phước, chia sẻ, cho đi. Cha nuôi dưỡng con và nhân lên những phước lành Cha ban cho con để con không thiếu thốn gì. Cha thấy cuộc sống này khó khăn như thế nào, Cha biết gánh nặng của thế giới này nặng nề ra sao. Cha lấp đầy trái tim con bằng những lời đức tin, hy vọng và tình yêu, không chỉ là những lời nói đẹp đẽ mà là những lời của sự sống đời đời. Nếu con giữ chúng trong trái tim và tâm trí, nhiều chiến thắng đang chờ đợi con. Con không có gì phải sợ, không thiếu thốn gì trong cuộc sống của con cũng như trong cuộc sống của con cháu con. Họ không thể chinh phục con. Cha đang làm cho con nhận thức rõ hơn về hoạt động siêu nhiên của Cha qua linh hồn của Cha. Bàn tay của Cha không chỉ để trấn an mà còn để ban sức mạnh và tự chủ để đứng lên và hành động, chiến đấu và vượt qua những gì đối nghịch con. Chúng sẽ rút lui khỏi con trong sợ hãi tột cùng và sẽ không có gì khiến con co rúm trong sợ hãi. Tính cách của con mạnh mẽ nhưng chính sự hiện diện của Cha làm con mạnh mẽ hơn. Cha đã ban cho con niềm vui thay cho tàn, đã ban cho con tiếng hát thay cho những gánh nặng nề và đã cho con biết lý do tại sao con ở đây. Con là quý giá nhất trong mắt Cha vì con đã được chọn từ ban đầu và vì một mục đích. Do đó, con phải được củng cố bởi sự huy hoàng của Cha. Cha sẽ nâng cao tinh thần của con và những làn gió của quyền năng Cha sẽ thúc đẩy và nâng con lên. Hãy mạo hiểm đi bất cứ nơi nào con muốn và không quyền lực nào của kẻ thù có thể cản trở con. Cha sẽ mở mọi cánh cửa trước con. Cha đã truyền cảm hứng cho con bằng sự hiện diện của Cha. Hãy hỏi và Cha sẽ ban cho con. Hãy tích tụ tất cả và những điều tốt đẹp sẽ tràn ra từ cuộc sống của con ở mọi nơi con đi, trong mọi việc con làm, mọi lúc. Hãy cho đi như con đã nhận. Hãy hỏi mạnh dạn như con cần và tất cả sẽ là của con. Tuy nhiên, chu kỳ ân sủng này phải được thực hiện. Cha đã quy định rằng chạy không kết thúc bằng việc nhận được. Càng cho đi nhiều, con sẽ càng nhận lại nhiều. Điều này hoạt động tốt nhất khi con cho đi một cách tự do như con đã nhận được. Hãy cho đi tất cả. Càng chia sẻ những điều tốt đẹp trong thiện chí, con sẽ càng nhận lại nhiều hơn, phát ra từ bất cứ nơi nào nó đáp xuống. Ví tiền Cha đặt trong tay con luôn mở rộng, hãy tiêu nó và tiêu lại lần nữa, ở mọi góc đường, bất cứ nơi nào con tìm thấy người nghèo, người lạc lối, người khốn khổ, người đói, người khác, người vô gia cư. Đừng hỏi để đáp ứng nhu cầu của họ, mà hãy hỏi vì lợi ích của họ. Lợi ích của cả thế giới và con sẽ được cho biết rằng tất cả các mối quan hệ của nhân loại và tất cả các nhu cầu cơ bản đều là của con. Của con để trao cho bất kỳ ai con thấy vì bất kỳ lý do gì, hôm nay, ngày mai, luôn luôn. Mục đích của Cha là ban phước cho con, nhưng nghe này, đừng tập trung vào bạc và vàng. Thay vào đó, hãy nghĩ đến những gì tồn tại mãi mãi, về thời gian vô tận. Nếu con thực sự tìm kiếm Cha, con sẽ tìm thấy Cha. Cha sẽ tự hiện diện cho con. Hãy chờ đợi vào lời Cha, đắm mình vào chiều sâu của nó. Nhìn xem, với mỗi phép lạ được ghi lại, đều có một người tin tưởng nhạy cảm, mà tầm vóc không quan trọng. Những người đã cảm ơn Cha vì những món quà họ không thể thấy trước mắt. Lòng biết ơn của họ đối với những món quà đó đã sinh ra và nở hoa cho đức tin của họ. Họ đã đi trên biển hoặc vượt qua nó, vượt qua các cánh đồng quân đội, chịu đựng những thử thách không ai có thể chịu đựng được nếu không có cùng loại tinh thần đó tồn tại trong con cho đến ngày nay. Với Cha, con sẽ tìm thấy tình yêu, sự tha thứ, sự chữa lành, sự cứu rỗi, sự khôn ngoan, kiên nhẫn, bình an và trên hết là sự hiểu biết. Cha có tương lai của con trong tay, câu trả lời của con, lối thoát của con, giải pháp của con. Hãy đến gần Cha, hãy lại gần Cha. Cha muốn biết con nhiều hơn. Cha muốn con trải nghiệm sự thật của Cha, trải nghiệm sức mạnh của Cha.
Cha muốn con trở thành kênh dẫn và mang vương quốc của cha đến trái tim con, nhà của con. Cha yêu con và con đón nhận cha, con lắng nghe cha và con chờ đợi cha khi cha nói trong im lặng. Sau đó, con cầu nguyện và con nói, con chút bầu tâm sự. Vì vậy, hãy cầu nguyện theo cách này và lời cầu nguyện của con sẽ được nghe thấy và cha sẽ vui mừng. Hãy yêu cầu những gì con muốn, nó sẽ được ban cho con. Hãy chắc chắn về điều này, nếu tất cả những gì con yêu cầu ở cha đều thuần khiết, không bị ô nhiễm và tập trung vào những điều tốt đẹp về mặt tâm linh, thì khi con trưởng thành, mọi việc của con cũng sẽ tốt đẹp. Cha ban phước cho con và gia đình của con như cha đã làm từ trước đến nay, ban cho con nhiều bằng chứng về tình yêu của cha. Cha cũng ban cho con sự kiên nhẫn để chờ đợi những phép lạ hiện đang được thực hiện. Hãy chuẩn bị cho những điều có vẻ không lường trước. Mặc lấy những bộ quần áo sạch sẽ của hy vọng và cha sẽ gửi một thiên sứ với thông điệp về sự bình an hoàn hảo và niềm vui lớn. Rồi con sẽ biết rằng cha không bao giờ nói dối và cha không do dự ban phước cho con mỗi khi cha cảm thấy lòng mình được xúc động. Thế giới có thể quay lệch và con có thể đã bị cuốn vào nó, nhưng bây giờ cha ngồi bên cạnh con luôn luôn. Bởi vì con đã chấp nhận lời của cha, con đã theo sự dẫn dắt của cha, con đã lắng nghe những bài học của cha và con trân trọng chúng mỗi ngày. Khi mặt trời bị che khuất bởi những đám mây, ánh sáng của vinh quang của cha vẫn chiếu sáng trong con. Những ai tập trung vào của cải thế gian và những cái xấu có thể nhìn thấy sẽ làm tối đền thờ bên trong của họ bằng sự mê tín và lo lắng, làm mở mắt tâm linh của họ và lạc lối. Họ có thể bắt đầu cuộc hành trình vào buổi sáng với mục đích tốt nhưng sẽ sa ngã vì bắt đầu tin tưởng vào những lời hứa dễ hư hỏng, vào tình bạn tạm thời và ý kiến của người khác thay vì tập trung vào những ảnh hưởng tiêu cực. Hãy nuôi dưỡng tử cung của tâm hồn và tâm trí của con bằng lời thánh của cha, lời chữa lành, xây dựng, củng cố và duy trì. Tất cả những lời hứa của cha đều neo đậu trong tình yêu vĩnh cửu này. Tâm trí của cha đã quyết định, tập trung vào điều này, cha muốn con được khỏe mạnh và hạnh phúc. Đó là ý muốn của cha rằng gia đình của con được tự do khỏi mọi loại nô lệ, rằng họ được đầy sức sống và có công việc ý nghĩa để làm, để họ sẽ phát triển mạnh và con sẽ thành công với ước mơ và mong muốn của mình. Rồi vào ngày đó, con sẽ nhận được chiếc cúp của đức tin trong tay. Con có thể nghĩ rằng mình khiêm tốn và ít tham vọng, nhưng hãy biết rằng cha đang cố gắng chỉ cho con thấy điều gì đó to lớn, và cha đang trao cho con và gia đình con một sứ mệnh rất lớn. Con sẽ đứng với đầu ngẩng cao và con sẽ kể cho người khác nghe về tin mừng của Chúa của con. Tình yêu vĩ đại của cha và sự tha thứ được ban cho mọi người đến với cha với trái tim ăn năn, sẵn sàng được biến đổi. Cha có thể thấy ngọn lửa cha đã đốt cháy trong linh hồn con khi con quyết định tìm kiếm cha. Con đã chọn mang lời của cha và ôm ấp một mục đích mới. Cha ở đây, hãy tiếp tục lắng nghe giọng nói của cha. Cha sẽ dẫn dắt con đến đồng cỏ khác, tiến tới nhiều cánh đồng phước lành hơn. Cha là cha của con, nhìn con vào ban đêm, dõi theo con vào ban ngày. Cha là người hướng dẫn của con. Con sẽ không vấp ngã, không có gì sẽ làm hại con. Chúng ta sẽ cùng nhau đi trên con đường chính trực. Con sẽ nhìn thẳng phía trước, không còn ngoái nhìn lại sau. Cuối cùng cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.